Kia Forte anh chị 21 số sàn serin lắm. Serin và đẹp nữa nha. Nước sơn thì khỏi bàn. Đẹp từ trong ra ngoài anh chị, đặc biệt là cái máy rin 100% nha, chưa bung chưa gỡ gì hết á. Máy rin nguyên bản anh chị. Gốc số thành phố từ nào giờ luôn. Bản đủ, có cửa sổ trời, có cân bằng điện tử, có gập gương và có 4 thắng đĩa ABS. Vỏ lốp còn mới. Đăng kiểm mới. Đăng kiểm mới, vỏ mới, mình thùng nước sơn là tâm bao đẹp. Mới đăng kiểm hôm qua. Mới xì 3 xì 4 lại nên đầu tư vô cũng khá là nhiều nha. Xe này tâm đầu tư cả chục triệu rồi đó. Giờ nó năm vừa qua anh chị. Từ nước sơn đồng bọng là còn rất là liền, rất là liền, đồng bọng rin không mục không mọt gì hết. Bốn vỏ còn tốt. Đăng kiểm thì mới, đăng kiểm thì tới tháng 4 năm 2025 luôn anh chị. Tháng 4 năm 2025. Xe đẹp anh chị ơi. Đăng kiểm tới ngày 31 tháng 3 năm 2025 anh chị, còn lâu. Anh chị nhìn nè, bốn vỏ mới nha anh chị. Cái này tâm bán 230 anh chị, xe đi mượt lắm, rất là êm. Êm re và rè luôn, êm ru và rù luôn, mượt. Ghế này là ghế theo xe nha anh chị. Có chưa có đồ chơi gì hết nha. Có cửa sổ trời luôn anh chị. Có cửa sổ trời. Táp lô táp bi nè, xe rất đẹp nha anh chị ơi. Nội thất nè anh chị, nội thất này là rin theo xe nó như vậy nha. Lúc mua nó cũng nhăn ra về nè anh chị, lúc mua mới nó cũng nhăn vậy nè. Là nội thất của nó đó. Xe này tuyệt đẹp rồi anh chị ơi. Nói chung là xe ưng ý. Có cửa sổ trời, có cân bằng điện tử, có tích hợp qua lăng và có gập gương auto. 4 thắng đĩa ABS, mâm 16 inch. 4 vỏ mới. Được xe anh chị. Và dòng này đi sướng lắm. Đi cảm giác lái nhẹ lắm anh chị, nhẹ êm mà nó cũng đẹp nữa ha. Đời nó cũng được chứ không thấp, đời 211. 230 anh chị. Cái này tâm đầu tư hơi nhiều, bữa tính bán 225 nhưng mà mới qua cộng sổ lại đầu tư nhiều quá. Đầu tư giờ cái xe nó gọn băng hết rồi anh chị ơi. Từ A tới Z luôn. Từ ly từ tí là tâm đầu tư là hết rồi nha anh chị nha. Có cân bằng điện tử nè. Đăng kiểm mới, vỏ lốp thì còn tốt. Rồi nội thất thì đẹp, máy thì rin. Chất xe thì miễn bàn anh chị. Chất xe này ưng ý nha. Từ động cơ hộp số đến máy lạnh gì là mọi thứ đang ở trạng thái bình thường và tốt hết anh chị ạ. Gập gương auto hoạt động tốt, bình thường, đèn đuốc còn sáng. Đó, xe thì không có gì để chê anh chị. Mặc dù là nó tầm tiền nó ít nhưng mà cái chất xe nó có anh chị. Kia Forte đi ngọt lắm. Anh chị chạy cái xe này cảm giác nó đầm mà nó chắc lắm anh chị, nó chắc chắn lắm. Rồi anh chị nhìn nè, vô lăng nè. Rồi vô lăng rất là đẹp nha. Vô lăng có phím bấm tích hợp nè. Anh chị nhìn vô lăng nè. Thấy đẹp không? Thường là vô lăng người ta bị mai lại hết rồi. Xe này thì chạy lanh quanh 100.000, hơn 100.000 chút nha anh chị. Hơn 100.000 chút, có cân bằng điện tử, có chỉnh đèn cao thấp. Mấy phím bấm này còn mới lắm nè. Xe đẹp ha anh chị ha. Đẹp ha. Khá là ưng ý nha anh chị. Táp lô táp bi nè, nhìn nó còn mới, cứng khừ luôn. Kia Forte anh chị, sedan hai đầu. Đầu dài đít dài. Keo chỉ thì rin hết nha. Này bên Tâm để cho anh chị là 230 nha anh chị, 230. Giấy thì mới ủy quyền có một lần à, Tâm đang đứng ủy quyền, còn một lần ủy quyền nữa nha anh chị. Còn một lần ủy quyền nữa. Nội thất này là ghế theo xe hết nha anh chị nha. Theo năm tháng nè. Chưa thay bộ áo ghế luôn. Đồng hồ là hơn 100.000 một chút xíu, hơn 100.000 chút xíu. Nhưng mà bù lại chất xe nó tươi mà nó đẹp anh chị. Giờ anh chị mua Cru hay là Avel giờ cũng đã nhiêu tiền rồi.
mua cái Kia Forte này đi sướng lắm, cảm giác lái sướng êm, đi đường dài chắc chắn và đầm lắm anh chị. Tâm để 230 nha, mọi thứ đã làm ở một cái trạng thái tốt rồi, là đăng kiểm mới nè, rồi dàn áo sóng rồi là gọn gàng hết rồi, mình thùng là đẹp rồi. Máy thì bao im nha anh chị, gầm bệ thì chất, chạy nhẹ như ý luôn, đặc biệt là máy rin 100%, kể cả nắp cò chưa mở luôn nha anh chị. Rồi có cục, có ABS luôn anh chị, có ABS thắng đĩa, ABS 4 bánh luôn. Xe này nhập khẩu nha anh chị, xe nhập khẩu chứ không phải xe Việt Nam nha, nhập khẩu Hàn Quốc 2011, số sàn đó. Nhập khẩu thì nó đầy đủ tính năng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn nha. Cửa cốp cabo là rin hết, keo chỉ cũng vậy luôn. Đồng ý là cái chất xe nó ít tiền thiệt nhưng mà cái chất xe nó đẹp anh chị. Xe này ta muốn để cho anh chị với cái giá là 230. Anh chị mua về là chỉ việc xài thôi, chả phải làm gì. Được cái đời nó cũng khá cao và lên chạy mượt lắm. Chạy rất là mượt và êm ha, chạy êm như ý luôn anh chị ạ. Này nhìn ốc rồi còn chấm son hết nè. Ốc tán nè, ha, còn đẹp không? Nắp cò chưa mở luôn nha, nắp cò nè. Đó, nắp cò rin luôn, thấy cục cao su không? Tất cả là rin hết nha anh chị nha. Chị ưng ý anh chị. Có nhu cầu mua xe này cứ liên hệ cho bên Tâm nha, 0917215512. Xem xe ở địa chỉ là gần Quỹ Ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn đi bằng Google là sạch là đại lý ô tô Duy Tâm. Có những con xe hiện có tại công ty thì đây là một trong những cái sự lựa chọn khá là phù hợp ở một con xe đẹp nha anh chị, ở một con xe đẹp với cái tính năng là Kia Forte, đầu dài đít dài, sedan hai đầu, đi êm chắc đầm bền, chi phí sửa chữa thấp và kiểu dáng rất là đẹp và thanh lịch, màu sơn là màu đen. Xe này ở một cái trạng thái bình thường mà tốt hết nha anh chị. Vỏ lốp nè, vỏ lốp còn rất là dày, gai còn sâu, chất xe đẹp ưng ý. Giá thì Tâm để cho anh chị là 230, bao hồ sơ, anh chị ký ủy quyền thì Tâm bớt cho anh chị được 2 triệu. Rồi có nhu cầu mua xe này thì liên hệ cho Tâm để sở hữu em nó nha, 0917215512. Xem xe ở địa chỉ là gần Quỹ Ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng, theo dõi và ủng hộ ô tô Duy Tâm. Xin hẹn gặp lại.